cái chỗ mà mình cắm trại đằng kia kìa. Giờ nó lũ luôn rồi. Nước lũ rồi. Chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Thì ngày hôm nay anh thấy khởi xong rồi đúng không? Thì anh gà đi. Đúng rồi, anh gà. Em chấp anh ăn một con, ai mà thua thì giải thưởng đưa 10 triệu người ấy. Bọn mày nhân chi sơ tính gà kia đúng không? Đó. Anh đi thông báo quảng cáo cho bọn mày biết, anh khỏi răng rồi nhá. Nhổ răng nên là chỉ cần uống thuốc 3 ngày là khỏi, chứ không phải như mấy thằng bị răng sâu thối, bị thối mồm như thằng Vinh đâu. Anh thấy cứ đuổi em thôi, em có thối đâu. Mồm em thơm với này mà, đi các bạn này tưởng mồm em thối. Mày nói mồm thông bằng cho tao đi, thông bằng đi, thông bằng đi. Chả may nữa, mồm mày có kém đâu mà mày cười. Mồm thảo tàn cấn. Không phải cấn, đấy nó gọi, đấy không phải gọi là cấn. Cái trong mồm nó gọi là cái gì nhỉ? Ròi. Có mồm em có ròi thôi chứ mồm người khác lấy đâu ra ròi. Cao răng. Bọn mày tiết kiệm đúng không? Được rồi, ngày hôm nay mình khỏi răng rồi, mình sẽ quay video ra ngoại 1 sao với 5 sao nha các bạn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ vào 5 sao, mình sẽ ăn cả thế giới các bạn ơi. Ai muốn về 5 sao nào? Em. Hôm nay bọn con trai này cách ly đội con gái các bạn ạ. Rồi, bây giờ sẽ là những cái lá bài, bây giờ bốc đi, ai vào số bé nhất sẽ về 5 sao nào? Bọn em bốc trước kìa. Rồi, bốc nè. Bốc. Mình số 9. Bốc đi. Mình số 7. Mình số 9. Ê, ba con gái một đội, 5 sao. Thích về đội anh Thái đi. Không sao. Ngoài kỹ năng ăn ra, anh còn nói kỹ năng sinh tồn nữa. Yên tâm đi. Trời lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất đội kia khi ta về đội anh Thái. Nào, không nói nhiều nữa. Bây giờ đã chơi phải có chịu. Bây giờ đi chơi thử thách. Đi. Đi rồi. Bọn mình đang trên đường đi đến chỗ dừng trại nha các bạn. Bọn mình là đội 5 sao nên là không cần phải chuẩn bị gì hết. Chỉ cần tiền. Có tiền là order hết. Đúng rồi, đấy order gì ăn nhỉ? Vịt quay này. Gà quay này. Tôm hùm có ta. Tiền không anh Thái ơi? Tôm hùm. Mình có tiền em ạ. Nhưng mà tiền nó khổ. Nhưng mà nên tí phải sinh tồn rồi. Mình chỉ cần mua đồ ăn thôi các bạn ạ. Không phải làm gì hết. Không order là có đồ ăn rồi. Để bọn mình phỏng vấn xem đội này tí lên đấy ăn gì nhá các bạn. Tí lên thì mày sẽ làm gì đầu tiên? Sinh tồn. Đốt lửa. Xong rồi lấy đá quảng hoặc vào nhau là nó lên lửa thôi. Không nghĩ tao đến cái rằng tao ai bố này. Đấy, rằng này tao đổi lên cái to đấy. Thì ăn thịt lợn quay không? Em quay. Chỉ cho em chân à? Đấm vai. Mình bóp vai. Ai? Tí tao cho cái cục xương nhá. Thì mày đấm vai chị hay là mày bóp cổ vậy? À, đấm cẩn thận đi, tí tao còn cho cái đuôi. Em đấm nhẹ chị mình cho em một lửa, chị mình một lửa nhá. Chị mình ăn nhiều có lớn được đâu. À, mày đấm đâu đi? Đây, em xin lỗi. Kiến cắn đâu vậy? Cắn đâu mà cắn. Lùi. Kiến đâu? Đấy, đúng rồi, em đúng xong rồi, tí cho em một lứa nhá. Ừ, tí nữa chị hỏi con lợn nó cho thì chị cho. Con lợn nó chết sao mà lứa được. Tí mình vào rừng mình bắt khủng long cho chị mình ăn nhá các bạn. Các bạn ơi, ở trong đây có con ruồi mất dạy, mình đập nó mà nó bay đâu mất rồi vậy? Đi, ở đây. Đái rồi anh này. Đái. Đi vào đi mua đồ ăn thôi. Ôi vào đồ anh lại hướng kìa đấy. Hóa ra em tưởng đi sinh tồn. Anh chỉ chân chân em ơi đúng không? Vào mua con gà quay. Ôi. Vào làm hai cái đùi giò quay. Này, mua coca đi. Mua dòng đỏ đi. Mua Pepsi đi. Quay. Mua thịt lợn đi. Được, anh mua. Dí xa xa tí, ngạt mũi. Cho em mua bảy gói mì tôm. Mì tôm có cơm mì. Ôi nha. Mua có nước lọc không chị? Mua coca mà, mua dùng quả mà sao lại nước lọc? Em mua một chai nước lọc to ấy. Nước lọc 3 lít ấy. Mở cho anh mới. Sao không mở được này? Mở khóa ấy này. Ui, đợi anh Thái đi mua đồ ăn cơ. Có gì ăn không? Đây, đây nha, mày không phải chê. Đi đây, toàn mì tôm cơ. Uống nước lọc. Tí đồ em này ăn vịt quay cơ mà. Ăn lợn nướng cơ mà. Lợn nướng này. Ê, chẳng nhiều à, anh mua 4 chai nước là số nhiều còn gì nữa. Ok các bạn ơi, bây giờ là mình đã đến vị trí cắm trại rồi.
Thì bây giờ là sẽ chia ra làm hai nhóm. Đấy. Cái nhóm thứ nhất này ấy, thì sẽ đi cắm trại 5 sao. Còn cái nhóm thứ hai này sẽ cùng với mình đi cắm trại sinh tồn các bạn nha. Ôi loại này có mang cái gì đâu mà 5 sao, mang tiền đi không có chút tiêu đâu. Thế sao không mua cái gì ở nhà đi nên để ăn đất. Mày đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Bây giờ nhiều bọn tao đi tiêu tiền đây này. Ai bảo ở đây không có quán? Ừ, không có tiền thì mình nghĩ đây không quán rồi nha. Quán dưới kia gà. Không người thấy mùi thịt gà nướng à? Làm gì thấy gì nhỉ? Ừ, có thấy đâu. Đúng rồi. Thì người ta đã nướng đâu mà thấy. À? Đi order đi. Đi. Bây giờ mình sẽ xuống kia order cái gì? Đồ ăn. Đúng rồi. Thịt gà nướng. Một con lợn quay siêu to khổng lồ đi. Bọn mình có đấy. Tiền mà lo gì? Xuống đấy xem con lợn đông như các bạn. Em ơi, ở chị order gà về. Gà. Ừ. Con nướng, nướng luôn á. Có nhưng mà chắc chị phải chờ đấy ạ. Chị có phải dùng cái đoàn thế này không? Không, chị đây, đoàn riêng ạ. Mình order được gà với nước nha các bạn. Bây giờ bọn mình sẽ lên kia kiếm chỗ nào bằng bằng để dựng lều nha các bạn. Tại vì bọn mình định thuê sạp nhưng mà thấy sạp bẩn quá, không ai dọn sạp ấy, không phải của cái chị chủ quán này. Nên là bọn mình sẽ kiếm cái chỗ nào đẹp bọn mình dựng. Mình kiếm cái hòn đá to mình dựng trại lên nha các bạn. Bọn mình suy nghĩ là các bạn ạ, bọn mình bắt buộc là phải thuê sạp thôi, chứ ngoài này không có cái tảng đá nào bằng phẳng để cho bọn mình dựng lều cả. Ôi, lên sạp dựng lều đi. Cái hòn đá kia to nhưng mà nó bị méo méo xịt xẹo các bạn ạ. Mẹ nó bé, nó không dựng được cái phù cho cái lều đấy. Nó to. Và mình sẽ lấy cái sạp này nha các bạn. Không bẩn đấy. Không bẩn mấy đâu. Tí dựng lều đấy là được mà. Đây này, lều nó ngồi đài kiến thì kệ nó. Mình ngồi mà. Đây, đài kiến phải cho chúng thái. Ui, nó có dãy đúng không? Như tí đang ngồi dưới này bùm phát rơi xuống đây. Ôi, lều to đấy. Vừa không à? Vừa. Bọn mình dừng lều xong rồi các bạn ạ. Giờ trong lúc đợi gà chín rồi mình sẽ đi xuống bơm phao nha các bạn. Để tí nữa thả thuyền. Nay bọn mình nhiều tiền, bọn mình chỉ tiêu tiền thôi. Order không cần phải động tay động chân gì, giờ không có việc gì làm. Đi, xuống bơm phao. Cẩn thận, mình sợ có gai nó khủng đấy. Ô lên, bọn mình lao động chân tay để tí nữa ăn gà nướng cho nó ngon nha. Tí em phải được hai cái đùi nhá. Tao hai cái cái. Nguyên cả con nha. Này đúng không? Này nặng ấy, 1 triệu đấy. Con này. Dây. Rồi, ok các bạn ơi, bọn mình đã đến vị trí cắm trại rồi. Bây giờ bọn mình sinh tồn kiểu gì hả? Bây giờ phải ăn cư lập nghiệp, phải xây một cái nhà ở đây, phải làm một cái chòi đây. Đấy, thì chúng ta bắt đầu mới làm gì làm. Anh hiểu được rồi. Thì đầu tiên là khát phải uống nước các bạn ạ. Rồi, cái dao dựa đâu ạ? Với bọn mình nhá, sinh tồn chỉ cần cái dao nha các bạn. Mình chỉ cần cái dao này thôi là mình có thể sống sót được qua cái thử thách ngày hôm nay rồi. Bây giờ đi xuống dưới nhà dân xem ai có củi sẵn mua nhỉ. Đùa đấy, không có tiền đâu. Bây giờ đi chặt tre để làm cái sạp đã, đi. Trời bên này em ơi, tre bên này, Đi được không? Đi không? À, mày mà làm quần anh à? Mày làm gì Tinh ơi? Em bảo quần anh. Mày bán quần nhưng mày bán nhầm chỗ rồi, bỏ đây ra. Bỏ đây ra. Ui giời ơi. Mấy con lợn kia. Mà nó kiệu mình các bạn ạ. Nó bảo mình là mấy anh đẹp trai, bốn anh đẹp trai. Trời đất ơi. Các bạn ơi, mình phát hiện đây một cây măng. Mình sẽ lấy cây măng này để tí là làm bữa ăn nha. Cầm. Đấy. Măng. Ăn. Đấy. Măng. Thì bọn mình sẽ đi hết mấy cái bụi măng này xem thu thập măng về để luộc ăn nha. Cây này hơi già mấy đứa ạ, kiếm cây nào ngắn ngắn ấy thì nó mới ngon. Anh hai, à? Em phát hiện ra cây ngắn rồi. Đâu? Đây. Măng sơ sinh này ăn ra đường. Nếu sống thì nhìn tội nó lắm. Thế bây giờ mày chết đói hay là mày tội nó? Thế nào? Ui. Thôi thì em ăn cục này thôi nha, nãy em ăn nhiều đó. Cục này được nhiều ăn quá, chính mình người ăn vô tư. Ừ. Rồi đi lấy củ khác. Đây, một cây rồi, chặt tiếp đi mấy đứa ơi. Ui anh này ơi. Hả? Cho cái con nước này này. Đâu? Đây. Ui, nhưng mà chặt bụi vào rồi. Uống được
nóng lắm. Ủa, có nước này các bạn ơi. Uống được không? Chắc uống được ấy. Nước ở trong cái tre này, cái nước sạch. Nước trong cái tre có gì bẩn đâu, đúng không? Đúng rồi, không có gì bẩn đâu. Thế mấy cái ống này kiểu gì có nước này. Bọn mình đang chặt mấy cái cây tre về để làm cái chỗ ngồi các bạn ạ. Cho đẳng cấp ngang với lại cái đội có tiền kia. Nào Vinh. Được. Để đi gì chưa? Đấy. Mày mày kiểu gì ơi? Ơi chưa ra anh thầy. Đi. Đi 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 đi. Ra đây. Làm sao lên đây. Bơi luôn, cái đấy nó nổi mà. Trời ơi, mấy đứa này nó nhặt cái cây tre mà ướt không quằn tí nào luôn. Mình chưa bao giờ thấy cây tre nó đáy như này các bạn ơi. Uống được luôn em. Uống được, nước sạch mà đây. Chưa đi tay bẩn luôn. Đây, khám mồm ra. Nào, Vinh. Mỗi người làm tí. Vinh sẽ là người thử đầu tiên xem nước như nào. Nước gì, như nào. Như nào. Nước này như nước gì? Thiên nào. Cho thằng Thảo, nào đến nữa Thảo. Nước kia. Nước gì đấy? Bên này đâu phải là nó. Ô đây là cái lỗ thủng từ lâu rồi chứ không phải là cái nước ở trong cây tre đâu. Đây nước mưa Thảo à. Nước thôi. Có rất chỉ là nhiều nước nhưng mà là nước kiến. À hóa ra từ nãy giờ bọn này uống nước kiến này. Nước kiến ngon với anh ấy. Đây mà là yến à? Đây là nước kiến em ạ. Yeah. Bọn mình ra chỗ này xem có gì chơi không nhá các bạn. Dậy gà chí thọ mình lấy luôn. Chị đi xe, đi phải nó trốn xuống đây thì sao? Chị ơi, chết rồi. Thôi đấy, trượt nè. Ê, chị Minh ngồi xuống đây chơi, chị Minh. Bao phê luôn. Khoai quả này sung dãi. Ừ, quả này có dãi. Ôi, mày quả nào sung đâu? Hả? Quả này quả gì á? Ăn được không nhỉ? Nè. Ô, kiến bậu ấy. Hình như quả lấy bồ ấy. Ừ, giống mà. Ôi kiến nó đậu đấy này. Quả này quả gì các bạn? Ấy, quả gì? Các bạn nói để mình hôm sau mình lên mình vặt ăn nha các bạn. Con gì? Con thiên nga. Ở trên này người ta thải làm quả làm gì nhỉ? Ai có nhu cầu lên đây chụp ảnh thứ này. Quả này về mà chụp kỳ yếu này. Ok. Con chóng phải không nhỉ? Đây một đống. Ôi quay đấy. Được đấy. Mang về chơi. Ôi, đau quá. Các bạn ơi. Sao ơi. Chéo chân rồi. Đấy chưa nhiều hết các bạn ạ. Uống canh gì anh Thái không? Đấy, mình sẽ làm một cái sạp đây nha các bạn. Quá ghê gớm. Mình sẽ chơi cái nhà nha. Ê, người ta ngồi xuống ấy, anh ngồi người trên đá. Ôi, được cái gì nữa, đẹp quá gì nữa. Đấy. Thôi bây giờ mấy anh em ra anh ngồi thôi. Thôi xong, thôi xong. Được mà. Ừ. Được luôn này. Ngồi đây, ngồi đây nào, ngồi đây. Hơi hơi bướng các bạn ơi. Hơi hơi bướng. Cái này tôi anh em mình cái gì. Đây cái nữa không. Nó cứ đèo mình, nó bảo gãy nhà. Rồi đất rồi. Đợi có tiền này, nó dựng trại luôn này. 296. Đó. Thế là có gà các bạn. Giờ bọn mình sẽ mang ra kia ăn luôn. Anh em mình ra xem có cái gì không đi. Ê, trong đâu có ai đâu. Mấy cái đội kia đi đâu rồi các bạn à? Không biết mấy đội này. Ôi, mấy đội kia ra sao rồi? Không biết kiếm được cái gì ăn chưa nhỉ? Chưa dựng được cái trại nữa đấy. Nghe thấy mình thấy lăng quẳng ngoài kia các bạn ạ. Này, thuê sạp không có gì thì anh em mình ở. Anh chia đấy. Này, anh em mình lấy tiền xuống chơi bơi đi. Ok. Đi.
Anh này, em xuống đỡ nha, anh bước xuống. Ừ. Xuống được không? Được. Cứ bảo bọn mình ngó được cái thuyền nha. Mượn nha Thương ơi, mượn. Đỡ nha. Ok. Mượn. Yeah. Từ. Rồi các bạn ơi, mình thử lên đây nha. Lên anh em ơi. Ôi mày ơi, tao đi ở đây. Không anh em ơi thắng đâu. Ui anh thấy nó ướt mông rồi đấy. Lạnh lạnh rồi đấy. Rồi bơi. Phải lên thắng, phải cầm cái dép để bơi thắng. Từ đâu. Anh em từ. Phải lấy cái dép để tí treo chứ. Chạy bơi chạy vào nó ra rồi. Chạy đi. Mày chạy lên vào mặt anh rồi. Trời. À bọn anh mượn tí nè. Ơ của bọn chị anh em không biết. Bơi ra đây em trả. Sao mày trèo kiểu gì mà xoay tròn thế là ai? Một người đứng từ xa chứ. Trèo kiểu gì này? Chơi. Chơi. Bọn mình về được lều rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy gà mẹ lấy quả ra bổ ăn nha các bạn. Cho mấy đội kia mượn lều luôn, mượn thuyền luôn các bạn. Cứ thả đi mình đi ăn các bạn. Tí mình đòi lại sau. Em ơi các bạn ơi, thuyền ngập nước luôn rồi. Cẩn thận là ông phao của yêu. Anh Khả ơi, bọn nó gọi bọn mình kìa. Bọn nó có túi gà nướng, bọn nó gọi bọn mình đi ăn đi. Thế á, lên ăn thôi anh em ơi. Ok. Ô vàng ghê. Gà của mình đấy. Thôi bọn mình bổ dưa nữa rồi ăn nha các bạn. Ôi quả. Ôi cái đồi này sao lại vào đây rồi. Đến huyện trường của người ta cẩn thận vào. Đâu. À mấy đứa gọi đến ăn à. Ờ không, làm gì. Anh vừa ăn đi cho. Muốn là muốn cho mình ăn ấy. Muốn là vừa nói muốn cho mình ăn hay không. Ê làm gì ấy. Tao thấy bọn mày cho tao buồn tao. Mấy cái con muôi nó cứ bầu vào nó tha những dưa hấu của mày đi rồi. Tao không biết được. Đấy. Cô biển đây chẳng có gì ăn, nuôi con bé bà. Ướt mày ướt. Bía. Đi ra, ướt anh. Vừa bọn mình mới đuổi được mấy con đĩa đấy nha các bạn. Bầu kín lều các bạn ạ. Ôi ơi. Ăn đi, ăn đi. 45.000 của mình gồm mấy ngày các bạn. Thịt gà này, nước coca xịn này, dưa hấu ở bên Mỹ này. Coca này, coca xịn nha các bạn. Chỗ các bạn mua bao nhiêu tiền? Chỗ mình mua 15.000 một chai nha các bạn. Thôi ăn gà đi. Thôi ăn đi, đói em rồi. Ui vàng chưa này. Chấm muối. Ngon nhỉ? Cái đội ăn ở thế nào nhỉ? Ui đội đấy của anh Thái mà sinh tồn giỏi lắm, kiểu gì cũng đã ăn lợn quay hoặc là vịt quay ở đấy mà. Chắc lại mẹ bắt được mấy con lợn rừng ăn nướng ăn rồi đó. Làm miếng dưa hấu đi các chị em. Ok. Yo. Bơm quạt mà. Quá thật. Ủa gì vậy? Đây, chị em mình yêu thương nhau để em bón dưa hấu cho chị ăn. Bón lại ăn nha. Mày làm gì ấy? Em cầm mà cho nó dễ, tại vì kiểu kia nó khó ạ. Nhắm mắt vào em rút cho mà. Đấy, thế là hết miếng dưa nhá. Đến lượt chị. Thôi được rồi, gần này em không cần đâu, em không ăn dưa, em ăn gà thôi. Đúng là có tiền nữa khác, vàng thật chị em nhở. Toàn á. Bình ơi, vào đây, mưa quá Bình ơi. Nhà đẹp. Nhà đẹp chứ, nhà mình hơi bị đẳng cấp luôn. Nhà mình hơi đẳng cấp. Ê, đâu. Đây này, cho lên chỗ cao đây. Đây các bạn ơi, cái thằng Vinh mày báo đây Bình ơi. Em tưởng mình chắc chắn. Chả chắc chắn thì sao. Bọn mình may mà mượn được. Ấy, nó thắng à. Nào dựng lên. Được, cảm ơn, được. Cảm ơn. Đấy. Ê, bên này. Rồi, bên này. Mình cao hơn kia anh này. Dạ.
Phải ngược lại chứ, bọn mày định để đựng nước à? Lách nước ai? Chẳng định ngu này. Lách đều rồi, lách ấy rồi này. Cái này lách rồi đây. Xoay lại đi, xoay lại đi. Xoay lại. Đấy, đấy, đúng rồi, đặt lên. Được rồi, rồi. Đừng người tay một. Đây, thế này thôi. Thế này cho nó chắc. Đấy, ghê nhờ. Mày nói gì? Mày nói gì? Cúi xuống em. Cúi xuống. Các bạn ơi, thôi kệ cái nhà đi. Bọn mình bấp bênh về cái khoản làm nhà này quá. Từ cái đoạn làm chòi bằng cây tre nó đã sụp một lần rồi. Mượn được cái quả thuyền thuyền hơi này mà nó cũng bấp bênh nữa các bạn. Chả ra cái lều gì cả. Thôi lên đưa ra đây anh Thái. Lúc anh có mua quả lê đâu. À, quả lê này thì trong lúc bối rối thì mình có cầm nhầm của đội có tiền. Thôi bây giờ mình cứ ăn thôi nhỉ. Vâng. Bọn mình đã có cái gì ăn vào mồm đâu. Rồi thế đấy, thế đây mới là Vinh nhá. Rồi còn đây là của mình. Em à thắng rồi. Ăn như thế này ấy thì cái nhà này nó chật chội khó ăn. Bây giờ phân công ra, mỗi người làm trụ cột một lần nhá. Trụ cột là gì này? Trụ cột thế này các bạn, trụ cột lái này lái. Ăn ăn chưa nhá. Lên em. Ừ. Ừ. Lên em. À, lên em. Không, em là trụ cột mà, tí em ăn nhau. Thế không công bằng đâu, tí bọn anh cắn hết đi làm sao. À, hợp lý nhỉ. Bây giờ quản tù xì đi. Ai thua lên là trụ cột. À. Tao đây là trụ cột nha. Mỗi người một lượt cắn nhá. Tranh ngửa, tranh ngửa. Ngửa. Rồi, ăn xin nào. Nào, nào, chết rồi, nào. Nào. Không biết làm gì ông Tính. Thấy à, chết bẩn. Ủa này, các bạn ơi, trời mưa tối om luôn này. Đi tắm đi anh ấy ơi. Thôi em ơi, mưa này rất là nguy hiểm em ạ. Thế sao không đấy? Tại vì mưa này sợ là cái dòng nước nó chảy trên nguồn xuống ấy, là nó lũ ấy, mình chạy không kịp đâu. Nhưng mà mình đang ngồi lên suối mà anh. Nhưng mà mình ở đây mình chạy nhanh hơn em ạ. Em luôn luôn xuống đột xuất thì sao anh? Nếu đột xuất thì mình phải chạy đột xuất chứ. Em lúc ấy mình không kịp chạy thì sao anh? Có chứ, có mày không kịp chạy anh mới kịp chạy. Em có pháo rồi. À ừ. À mưa to quá, bọn mình không thể ở đấy được. Bây giờ bọn mình sẽ vào quán, mình có tiền mà. Vào chị em ơi, vào chú. Các bạn ơi, bây giờ mưa không có cách nào rồi. Bây giờ ăn mì tôm sống rồi. Ăn mì tôm sống rồi các bạn ạ. Về đội anh Thái chán rồi đấy. Thế sao lúc đi chợ mày bảo là về đội anh Hai Sương thế? Đấy bạn nha. Mưa này anh em mình không về được cơ. Nói em nước ngập cầu rồi các bạn ạ. Nước ngập cầu rồi. Còn em vào đây làm gì? Em vào úp bát mì tôm cho ăn cho nó ấm bụng anh Thái ạ. Ây, ơi, vừa rồi anh em mình ăn mà mì ăn vội quá. Mưa quá không ra được cái chỗ vừa rồi mình quay rồi lũ lụt. Lũ luôn rồi các bạn ạ. Rồi, chán nhỉ, thôi bây giờ solo liên quân đi. Để anh mày solo. Chơi. Chơi không? Chơi. Bây giờ chuyển sang chơi solo liên quân nhé các bạn. Bây giờ đang xem cắm trại chuyển sang xem đấu liên quân. Ồ, quân à? Chỗ đây solo liên quân à? Ừ, đây ăn đi mày. Ăn cú đi. Anh ăn đi ha, anh thắng nha. Thôi anh thắng đó đi. Ô, mày để cú đi thắng nha. Thắng ơi, thôi đi thắng ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Các bạn cùng theo dõi cái trận solo kinh điển vì trời mưa không ra cắm trại được. Quay vào đây solo liên quân. Nghe anh trận đến gì? Con. Đấy, trận đến đi. Ăn đâu đúng không? Ăn đâu. Sinh gà, à chicken. Ui giời, hoài trẻ, gái trẻ. Nhìn đi. Không chơi nhìn nữa. Ôi, 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 né nè. Né nè. Lâu quá không chơi liên quân rồi các bạn ơi. Mình cũng thế các bạn ạ. Phét ngừa thôi, ông hôm nào ông cũng chơi đến tối đêm đi. Đã đi ăn bùa rồi. À rồi. Đã con gì á? Vậy chứ. Chạy chạy. À, trời cái gì nhá? À, mình tới à. Mình ở đây mình cầu bí nhá bạn.
gì này? Leo. Con này mình không chơi lại các bạn ạ. À. Ê đợi đấy. Nó biết quyết định, quyết định. Không phải nó biết mình chơi con Hayate à đấy, thành ra nó chọn cái con để ao tướng ấy các bạn. Chơi cái gì chứ? Mày sao mày gáy đi? Gáy lên nào. Gáy anh chích cười đi các bạn. Ôi ôi ôi. Đau bổ quá, đau bổ quá. Lại đây mà anh à. Anh ra đây mà anh em. Ê anh à, bay đi. Bay hộ, bay hộ, bay hộ. Cùng tuổi các bạn ạ. Quay, quay, gãy, gãy rồi, gãy rồi. Cùng bố, nhẹ quánh gãy. Mày sao, mày sao, mày sao, mày làm sao? Mày lao vào chỗ anh á. Ui dồi ôi, địa bàn của anh mà mày lại chui vào đi. Lấy đấy chưa? Cái một ninja người cần đưa ra cái giá tương xứng. Mày chạy ô, mày chạy ô anh nhà ơi. Chơi lấy chú à, đau mồ quá. Chơi lại con đi ao tướng yêu lại ao tướng yêu ao tướng yêu lại ao tướng yêu. Bạn ơi, cái chỗ bọn mình cắm trại đằng kia kìa, giờ nó lũ luôn rồi. Nước lũ rồi. Thôi, mình đợi khá lâu rồi, chiều rồi, mình thay cả quần áo rồi. Thì hôm nay là một thử thách vô cùng là khó khăn đối với bọn mình. Đâu, đối với anh ấy chứ bọn em dễ. Bọn anh cũng dễ luôn, nhưng mà dễ ướt quần áo, dễ nhục. Thôi, sau khi thắng làm bại tướng của mình thì mình kết thúc cái video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái thử thách tiếp theo nha. Các bạn có ý tưởng gì thì nhớ comment xuống phía dưới để mình tham khảo. Nếu mà thực hiện được thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu các bạn nha. Bye các bạn. Bye.